Chào mừng các bạn đã đến với kênh NHBD Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo cái kênh thương hiệu ở trên YouTube. Thì theo các bạn đã biết thì đối với những cái tài khoản YouTube thì nếu mà các bạn có nhiều cái chủ đề thì các bạn có thể tạo ra nhiều cái kênh khác nhau. Thì ở đây các bạn có thể tạo ra những cái kênh phụ hay như chúng ta thường hay gọi là kênh thương hiệu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách để có thể tạo cái tài khoản thương hiệu một cách nhanh chóng. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái giao diện YouTube giúp mình. Các bạn sẽ truy cập vào cái giao diện YouTube. Thì các bạn sẽ nhìn cái mục ở bên tay trái giúp mình. Các bạn sẽ kéo xuống vào cái phần cài đặt. Các bạn sẽ thấy được cái thông tin ở phía bên dưới cái mục này là thêm hoặc quản lý các kênh của bạn. Các bạn sẽ nhấp vào cái mục thêm và quản lý các kênh giúp mình. Thì YouTube nó sẽ hiển thị ra được cho các bạn những cái kênh mà các bạn đang sở hữu. Thì nó bao gồm cái kênh chính và những cái kênh thương hiệu. Thì nếu mà các bạn muốn tạo một cái kênh thương hiệu, các bạn sẽ nhấp tiếp vào phần tạo kênh giúp mình. Ở đây thì YouTube họ sẽ chuyển các bạn sang một cái giao diện mới. Thì ở đây các bạn sẽ tiến hành đặt tên cái kênh mới của các bạn. Thì các bạn lưu ý là các bạn có thể sử dụng tên thương hiệu của bạn hoặc một cái tên khác. Tên kênh có thể hiện cái con người của bạn cũng như nội dung. Thì đây các bạn sẽ thêm vào một cái tên. Ví dụ ở đây mình sẽ thêm là NHPD Funny. Và các bạn sẽ nhấp vào cái mục này để xác nhận những cái điều khoản của YouTube. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào phần tạo. Thì khi mà các bạn nhấp vào phần tạo thì YouTube họ sẽ chuyển các bạn sang một cái kênh mới. Thì đây chính là cái kênh thương hiệu của các bạn. Đây là cái kênh mà các bạn sẽ tạo những cái chủ đề mới trên đây. Thì nó cái giao diện nó không khác gì cái kênh chính của YouTube. Thì các bạn nếu mà muốn chuyển đổi giữa cái tài khoản chính và cái tài khoản thương hiệu, các bạn sẽ nhấp vào phần chuyển đổi tài khoản giúp mình. Thì đây các bạn sẽ có thể bấm vào để thực hiện cái quyền quản lý đối với cái kênh thương hiệu này. Thì những cái việc cài đặt các bạn cũng sẽ thực hiện tương tự như là cái kênh chính, các bạn cũng sẽ nhấp vào cái phần YouTube Studio để thực hiện những cái thay đổi này. Khi vào cái giao diện của YouTube Studio, các bạn sẽ nhấp vào phần tiếp tục với mình. Thì ở đây nó cũng sẽ tương tự như những cái tài khoản chính. Thì ở đây nhiều bạn sẽ thắc mắc là làm cách nào để có thể phân biệt được tài khoản chính và tài khoản thương hiệu. Thì các bạn sẽ truy cập lại cái giao diện của YouTube giúp mình. Các bạn sẽ quay trở lại cái giao diện của YouTube. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục nhỏ, cái biểu tượng, cái icon ở phía bên góc bên tay phải giúp mình. Ở đây các bạn sẽ nhấp vào phần quản lý tài khoản Google của bạn để các bạn có thể biết được là các bạn đang đăng nhập vào cái tài khoản thương hiệu hay là tài khoản chính. Các bạn sẽ nhấp vào cái icon này giúp mình. Thì nếu mà các bạn đang đăng nhập bằng tài khoản thương hiệu thì các bạn sẽ thấy được một cái dòng ở trên mô tả là bạn đang dùng tài khoản thương hiệu. Còn đây là tài khoản chính của các bạn, tài khoản mặc định. Ở đây là một cái tài khoản thương hiệu khác mà các bạn đang sở hữu. Thì cái video hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo cái tài khoản thương hiệu của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến thắc mắc, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.